Đại Bồ Tát nghe nói Phật pháp thâm sâu tương ưng với nhất thiết trí, hay dùng trí của mình tin sâu nhẫn nại, hiểu rõ hướng vào, đó là ấn thứ ba. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi phát tâm thâm sâu cầu nhất thiết trí tôi sẽ thành Phật đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tất cả chúng sinh lưu chuyển trong năm cõi, thọ vô lượng khổ cũng sẽ khiến cho họ phát Bồ Đề tâm, tin sâu hoan hỷ, siêng tu tinh tấn, kiên cố bất thối chuyển, đó là ấn thứ tư đại bồ tát biết trí huệ như lai không có bờ mé không thể nào dò lường được trí huệ như lai bồ tát đã từng ở chỗ vô lượng chư phật nghe trí huệ như lai không có bờ mé nên không thể dò lường được tất cả văn tự lời nói thế gian đều có giới hạn đều không thể biết được trí huệ như lai đó là ấn thứ năm Đại Bồ Tát nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề được sự ưa thích tối thắng, sự ưa thích thâm sâu, sự ưa thích rộng, sự ưa thích lớn, sự ưa thích đủ thứ, sự ưa thích không gì hơn được, sự ưa thích vô thượng, sự ưa thích kiên cố, sự ưa thích chúng ma ngoại đạo và quyến thuộc của chúng không thể nào phá hoại được sự ưa thích cầu nhất thiết trí không thối chuyển, sự ưa thích Bồ Tát trụ như vậy, nơi vô thượng Bồ Đề rốt giáo không thối chuyển, đó là ấn thứ sáu đại bồ tát hành bồ tát hạnh chẳng màng thân mạng không ai trở ngại phá hoại được vì phát tâm hướng về nhất thiết trí vì tánh nhất thiết trí thường hiện tiền vì đắc được trí huệ quang minh của tất cả chư phật chọn không bỏ lìa phật bồ đề chọn không bỏ lìa thiện tri thức đó là ấn thứ bảy đại bồ tát nếu thấy người nam tốt người nữ tốt hướng về đại thừa thì khiến cho họ tăng trưởng tâm cầu phật pháp khiến cho họ an trụ tất cả căn lành khiến cho họ nhiếp lấy tâm nhất thiết trí khiến cho họ chẳng thối chuyển vô thượng bồ đề đó là ấn thứ tám Đại Bồ Tát khiến cho tất cả chúng sinh được tâm bình đẳng, khuyên khiến cho họ siêng tu đạo nhất thiết trí, dùng tâm đại bi mà vì họ thuyết pháp, khiến cho họ vĩnh viễn chẳng thối chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là ấn thứ 9. Đại Bồ Tát đồng một căn lành với chư Phật ba đời, chẳng dứt giống tánh tất cả chư Phật, rốt giáo đến được trí nhất thiết trí. Đó là ấn thứ 10. Phật tử đó là 10 thứ ấn của Đại Bồ Tát Bồ Tát nhờ đó mà sớm thành A nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đầy đủ tất cả pháp trí ấn vô thượng của Như Lai.